Xin mở kinh Hoa Chú Quyển Thượng, trang 167, trang 167. Xin xem kinh văn. Nhược ngộ điền lạp tứ tình giả, thuyết kinh cuồng tán mạng báo. Câu kinh này hồi trước, khi tôi đọc kinh này, có cảm xúc rất sâu. Điền lạp tức là săn bắn, tứ tình là buông lung, mặc sức giết hại hết thảy chúng sanh. Phạm vi bao gồm vô cùng rộng rãi, chẳng kể dùng cách thức gì, có thể nói là phương pháp rất nhiều, mục đích đều nhằm để bắt dạ thú. Săn bắn hoặc dùng lưới, thời xưa dùng cung tên, ngày nay thì dùng súng. Số lượng chúng sanh bị giết hại cũng còn có hạn, nhưng chúng tôi đi bắt cá, phần lớn người ta bắt cá dùng lưới. Một mẻ lưới phóng ra cũng vẫn có hạn. Ngày xưa chúng tôi làm việc này bằng cách quá độc ác. Chúng tôi dùng thuốc nổ TNT để bắt cá. Sau khi thuốc nổ xong, cá chết cả ngàn, cả vạn con. Chúng chẳng phải bị nổ chết mà vì chấn động chết. Tôi đi theo cha tôi săn bắn hết 3 năm. Tôi nhớ năm đó tôi 16 tuổi, 17 tuổi hay 18 tuổi gì đó. Đọc đoạn kinh này xong nhớ lại, báo ứng của cha tôi chính là như vậy. Ông mất năm 45 tuổi, lúc mất là kinh cuồng mất mạng. Tôi nhìn thấy tận mắt. Đó là quả báo. Ngay trong đời này, lúc ông phát bệnh lên thì trở thành điên cuồng, người ốm nhom đến da bọc xương, sức lực rất mạnh mẽ, mạnh đến mấy người cũng cản không nổi. Khi gặp chỗ có nước thì lao đầu xuống nước, khi gặp núi thì cắm đầu chạy lên núi. Do vậy, đây là quả báo của việc săn bắn. Tôi đọc đoạn kinh này xong, liền phát tâm ăn chay, biết được sát nghiệp quá nặng. Đích thân trải qua nên cảm xúc vô cùng sâu đậm.
Sau đó thấy những gì nói trong Phật Pháp, hết thảy chúng sanh vô thị kiếp đến nay nhân quả tuần hoàn. Trong kinh nói nhân mạng bất đoạn, nhiều đời nhiều kiếp báo đền lẫn nhau, dây dưa mãi chẳng dứt. Tuy là tạo tội nghiệp vì vô tri chẳng biết, nhưng không thể nói là vì chẳng biết thì không có quả báo. Chẳng biết vẫn có quả báo như thường. Nếu sau khi học Phật đã hiểu những đạo lý này xong mà vẫn tạo tác thì phạm hai tội. Tức là thêm tội phá giới. Giới luật căn bản trong năm giới có cấm sát sanh, đây là giới sát sanh, lại thêm một tội phá giới nữa. Chẳng học Phật, chẳng nghe đến Phật Pháp, sát sanh là tánh tội. Chẳng kể là bạn có thọ giới hay không, đều là có tội. Chúng ta biết được quả báo đáng sợ thì nhất định sẽ chẳng dám làm những việc này. Tôi học Phật và biết được đạo lý này xong, bèn ăn chay trường, phóng sanh. Cả đời này tôi làm những chuyện thường gọi là tu phước. Tôi chỉ làm ba việc: phóng sanh, tinh kinh giúp đỡ bệnh khổ. Tôi chẳng có phước báo, khả năng tiền bạc vô cùng có hạn. Có một chút tiền cúng dường, tôi làm những chuyện gì? Phóng sanh, quyên tặng cho bệnh viện, làm tiền thuốc men cho người nghèo. Thứ ba là in kinh bố thí. Những chuyện khác tôi đều chẳng làm. Tự mình tôi không chủ trương xây đạo tràng, thế nên cũng có quả báo. Chẳng có chỗ ở, cả đời ở nhờ đạo tràng của người khác cũng rất tốt. Tự mình chẳng có đạo tràng. Nguyên nhân thực tế là phước báo của mình quá nhỏ, làm chuyện tốt nhỏ, làm công đức ít. Xây một đạo tràng cần phải có phước báo lớn, tôi chẳng có phước báo lớn như vậy. Lúc chưa học Phật tạo tội nghiệp quá nặng, thời còn làm học sinh đã phạm tội làm thân Phật ra máu. Tôi đã kể cho các bạn rồi, đã tạo tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Săn bắn cũng là tội báo địa ngục A Tỳ. Thế nên lúc trước người ta nói với tôi đoản mạng, ngay cả Phật sống Cam Châu cũng nói tôi đoản mạng, chẳng có phước báo. Người thì rất thông minh, có một chút trí huệ nhỏ, nhưng đáng tiếc là chẳng có phước báo, đoản mạng. Ngài nói với tôi nhìn nhận, tôi tin tưởng. Lúc trước tạo tội nghiệp nên phải chịu những quả báo này, đáng phải nhận số mạng như vậy, còn nói gì nữa. Thế nên tôi cũng chẳng oán trời, chẳng trách người. Phật sống Cam Châu nói với tôi, Ngài nói những năm gần đây ông giảng kinh thuyết pháp công đức ấy rất lớn. Ngài nói không những ông có phước báo mà còn rất trường thọ. Ngài Cam Châu nói những lời này với tôi, năm sau thì Ngài giảng sanh. Ngài là bạn cũ, là bạn đồng tu cũ của tôi. Nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả, thuyết thiên địa tai sát báo. Việc này là chẳng hiếu cha mẹ, không những không hiếu thuận mà còn phản nghịch cha mẹ, làm thương tổn cha mẹ bằng lời nói và hành động. Thời xưa cũng có, nhưng rất ít. Hiện nay thì rất nhiều.
Lúc trước khi tôi còn đi học ở Đài Trung, thầy Lý kể cho chúng tôi một câu chuyện. Đây là chuyện thật đời Thanh. Lúc nói cách này cũng lâu, lúc đó ngài nói ra địa danh, bây giờ tôi chẳng nhớ rõ. Đời Thanh trước kia có một đứa con giết cha, đây là tội bội nghịch cha mẹ. Lúc ấy triều đình nhà Thanh hạ lệnh, tri huyện ở địa phương ấy, tức là huyện trưởng, bị cách chức, còn phải ngồi tù, phán tội phải ở tù. Tại sao? Quan địa phương chẳng dạy dân chúng đàng hoàng, đây là vì họ chẳng làm tròn trách nhiệm. Thế nên người đứng đầu ở địa phương ấy phải bị cách chức tra hỏi. Tuân phủ tức là chức tương đương như tỉnh trưởng bây giờ, ghi chép tội trạng, xử phạt thật nặng. Quý vị là quan viên địa phương, quan viên địa phương được gọi là phụ mẫu quan. Quý vị làm sao vậy? Người ta làm như vậy, xử phạt như vậy còn chưa đủ, còn phạt thêm nữa. Thành Quách khi trước còn có tường bọc xung quanh thành, dạt bớt một góc thành để nói địa phương ấy có một người đại bất hiếu như vậy. Đó là sự sỉ nhục của toàn địa phương ấy, là dạt bớt một góc thành. Nói trước kia hoàng đế chuyên trị, hoàng đế thật sự chịu trách nhiệm, chứ không phải là không chịu trách nhiệm. Ông ta giao trách nhiệm cho quan viên địa phương, thị trưởng, thay thế ông ta lãnh trách nhiệm giữ gìn phong tục tốt lành, phải giáo hóa thực hiện cho tốt. Hiện nay tin tức trên báo chí thường đăng tải, ai chịu trách nhiệm? Chẳng người nào chịu trách nhiệm. Dân chủ mọi người đều làm chủ, mọi người làm chủ nhưng mọi người chẳng chịu trách nhiệm, cứ để trách nhiệm cho người khác thì xã hội này làm sao tốt đẹp được. Lúc trước Pháp Sư Diễn Bồi có một lần lại đây, ngài hỏi tôi: Pháp Sư Tịnh Không, ông rốt cuộc là tán thành quân chủ hay là dân chủ? Tôi nói tôi tán thành quân dân chủ. Ngài nói đùa, ông lạc hậu rồi. Tôi nói tôi đâu có lạc hậu. Nếu so sánh kỹ quân chủ và dân chủ, quân chủ có nhiều điểm tốt hơn dân chủ. Quân chủ chịu trách nhiệm, còn dân chủ không chịu trách nhiệm. Tôi nói lời này chẳng quá đáng. Thật sự bày ra trước mặt, ông vua muốn quyền lực của mình tiếp nối mãi tới đời sau, nên ông ấy nhất định phải làm cho hoàn hảo. Người tiếp nối của ông, thái tử kế vị, vua phải kiếm ông thầy ưu tú nhất để dạy dỗ, uốn nắn, để cho thái tử nhận được sự giáo dục hoàn hảo nhất, biết thương yêu quốc gia, thương yêu nhân dân, biết cách đem lại phước lợi cho nhân dân, thì chánh quyền của họ mới có thể duy trì, mới có thể truyền cho con cháu. Nếu ông vua làm không hoàn hảo thì chánh quyền của ông sẽ bị người khác đoạt mất. Thế nên ông phải làm một cách kiên dè thận trọng. Dân chủ thì được bầu lên làm 4 năm, 4 năm sau giao cho người khác, nên ông ta chẳng suy tính kế sách lâu dài. Thời đại quân chủ, họ nghĩ đến kế lớn 100 năm, họ có thể nghĩ đến 100 năm thì họ có thể duy trì được 100 năm. Nếu họ nghĩ đến 200 năm thì họ có thể hưởng đến 200 năm. Họ không thể chỉ nghĩ đến vài năm mà thôi. Nếu chỉ nghĩ đến vài năm thì chính quyền của họ không khỏi bị lật đổ. Chúng ta phải quan sát sự thật một cách khách quan.
ông Tôn Trung Sơn lật đổ chế độ chuyên chế, xây dựng một chế độ cộng hòa. Lý tưởng của ông thật là vô cùng tốt đẹp. Tiếc là thọ mạng quá ngắn. Ý tưởng và quan điểm của ông ta tuyên dương chẳng đủ. Ông xây dựng một chánh đảng, dùng chánh đảng này để thay thế cho một dân tộc. Lý tưởng và quan niệm của ông là như vậy. Hợp hợp ưu điểm của quân chủ và dân chủ, tránh được khuyết điểm của quân chủ và dân chủ. Tôi rất kính ngưỡng, khâm phục ông Tôn. Ông lập một đảng chuyên chánh. Trong đảng đó đều do dân chủ tuyển chọn ra, nhưng chuyên chánh có cái hay của quân chủ. Ông chọn những ưu điểm trong nước và ngoài nước, xưa và nay, lược bỏ khuyết điểm, dùng phương pháp này để trị quốc. Đế Dương đời xưa là gia tộc, một gia tộc này xuống lại cai trị quốc gia. Hiện nay xây dựng một chánh đảng là muốn những nhân tài có trí tuệ trên toàn quốc hợp lại với nhau để cai trị một quốc gia, dùng phương pháp này để thay thế một gia tộc. Cách suy nghĩ này rất hay, chẳng phải là chánh trị nhiều đảng. Cách suy nghĩ rất tốt, đáng tiếc là chẳng làm nổi. Người hiểu rõ lý tưởng và quan niệm này chẳng nhiều. Tại sao chẳng thể phát huy rộng rãi lý tưởng và quan niệm này? Truy tìm đến nguồn gốc vẫn là một câu: chẳng đọc sách thánh hiền. Nếu có thể dùng tinh thần giáo dục truyền thống sẵn có của Trung Quốc, lý tưởng và quan niệm này của ông có thể xây dựng được gốc rễ vững chắc. Đó thật là điều may mắn của quốc gia dân tộc. Thế nên chúng ta xem xét vấn đề phải nhìn sâu nhìn xa, phải có nhãn quan của lịch sử. Người Trung Quốc nói sử thật, kinh luận là học vấn, lịch sử là kiến thức, thì bạn mới có thể hiểu đại khái chân tướng sự thật của vũ trụ và nhân sinh, mới có thể tránh khỏi rất nhiều sai lầm. Thật sự vì nhân dân, vì quốc gia, vì chúng sanh tìm cầu hạnh phúc, như vậy mới là người có trí, có nhân từ. Kinh điển Phật giáo có thể nói là điển tịch trí tuệ rốt ráo viên mãn. Người có thể hiểu rõ ràng càng ít hơn. Tại sao chẳng thể lý giải? Nhất định phải đào thải sạch sẽ những thói hư tật xấu, tham sân si mạng thì mới có thể lý giải. Việc này quá khó đi thôi. Có phàm phu nào chẳng có tham sân si? Nhà nho hiểu rõ đạo lý này, hy vọng bạn có thể khắc phục, đè nén thì được rồi. Họ chẳng kêu bạn đoạn dứt. Mục đích Phật pháp là dạy cho bạn siêu việt tam giới. Muốn siêu việt tam giới, nếu không đoạn dứt thì không làm nổi. Nhà nho chẳng siêu việt tam giới. Nói cách khác, chỉ giảng đến nhân thiên, thiên vẫn là cõi trời dục giới, còn chưa tới cõi sắc giới, còn chưa đoạn dứt dục. Chỉ dạy bạn khống chế dục, chẳng để cho dục tăng trưởng. Có bao nhiêu đó thôi, đừng để cho nó tăng thêm. Họ dạy như vậy,
Mục đích của Phật Pháp là phải siêu diệt tam giới. Muốn siêu diệt tam giới thì nhất định phải đoạn dứt. Chúng ta hiểu rõ, vì chỉ có đoạn dứt phiền não thì trí tuệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh mới có thể hiện tiền. Nếu chẳng đoạn dứt phiền não thì chắc chắn chẳng thể hiện tiền. Phật nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Cho nên hết thảy chúng sanh cùng chư Phật Như Lai chẳng khác nhau. Tại sao hiện nay trên hình thức lại có sai khác lớn lao như vậy? Trí huệ đức tướng của chúng ta có chướng ngại. Phật chẳng có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba chướng ngại to lớn này, thế nên chúng ta vốn có sẵn trí huệ cứu cánh viên mãn. Trí huệ chẳng còn nữa, trí huệ biến thành phiền não, vốn chẳng sanh chẳng diệt, cảnh giới đại niết bàn. Đại niết bàn biến thành sanh tử luân hồi. Bạn nói có oan uổng hay không? Vốn có sẵn phước đức viên mãn, hiện nay phước đức biến thành nghiệp chướng. Sống những ngày tháng đau khổ, đều do chẳng thể đào thải những lớp chướng ngại này. Thế nên lời Đức Phật dạy chúng ta là lời tướng, lời thật. Dạy chúng ta vì hết tham sân si, xuyên tu giới định huệ. Đây là một con đường sống sót, là một con đường thoát ly lục đạo luân hồi, con đường rộng lớn thoát ly khổ hải. Những thứ nhân quả này chúng ta đọc xong phải hiểu rõ. Nhân gì sẽ tạo ra quả báo gì? Thiên địa tai sát, bội nghịch cha mẹ, chịu những sự trừng phạt của pháp luật thế gian này là hoa báo. Quả báo là ở địa ngục. Những bút ký của Trung Quốc ngày xưa ghi những chuyện này rất nhiều. Trong chánh sự cũng có ghi chép. Đều là sự thật, chẳng giả. Hiện nay người bội nghịch cha mẹ rất nhiều, hình như chẳng có quả báo. Chứ gì còn trẻ tuổi, hãy đợi thêm vài năm nữa coi, coi có quả báo hiện ra không. Đã tạo ra nhân thì chẳng thể nào không có quả báo. Câu phía sau này chúng tôi đọc lên càng có cảm nhận sâu sắc hơn. Như ngộ thiêu sơn lâm mộc giả, thuyết cuồng mê thủ tự báo. Lúc trước Tân Gia Ba bị nạn khói mù bao phủ, nghe nói Mã Lai Á, Indonesia khắp nơi đều thiêu đốt rừng núi. Phải biết trong hết thảy tạo tác tội nghiệp, đốt rừng núi là tội nghiệp nặng nhất. Bạn nghĩ xem, một ngọn lửa đốt lên có bao nhiêu sanh linh phải mất mạng, còn nhiều hơn săn bắn không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta dùng phương pháp gì để săn bắn cũng chẳng hại nhiều chúng sanh bằng thiêu đốt rừng núi. Khi thiêu khu rừng này, số chúng sanh bị hại phải tính đến số triệu, trăm triệu. Những động vật nhỏ này một con cũng chẳng chạy thoát. Thật ra tạo hết thảy tội nghiệp cũng chẳng nặng bằng việc này. Đây là trọng giới sát sanh.
Hồn mê thủ tử, quả báo hiện đời là hoa báo. Quả báo chắc chắn ở tại địa ngục A Tỳ. Họ báo ở địa ngục A Tỳ. Trong kinh nói là vô số kiếp. Vô số kiếp xong được thoát ra, tương lai phải đền mạng hết thảy những chúng sanh bị giết hại. Không thể nói giết rồi thì xong chuyện, đọa địa ngục, họ tội địa ngục xong thì hết chuyện. Vậy thì quá tiện nghi cho bạn. Thiếu tiền phải trả tiền, thiếu mạng thì phải đền mạng. Bạn nói nhân quả này đáng sợ bao nhiêu? Bạn giết một chúng sanh, tương lai phải đền một mạng. Giết hai thì phải đền hai mạng. Giết bao nhiêu thì tương lai phải đền bấy nhiêu mạng. Tu hành chứng quả cũng không tránh được. Không thể nói tu hành chứng quả rồi thì hết chuyện, thì có thể thiếu nợ khỏi trả tiền, thiếu nợ mạng khỏi đền mạng. Nếu vậy thì chẳng phải Phật Pháp đã phá hoại định luật nhân quả rồi sao? Chỉ vì nên biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi vẫn còn phải chịu quả báo 3 tháng ăn mã mạch. Bạn nghĩ xem, nhân quả báo ứng thành Phật rồi cũng chẳng thể tránh khỏi. Trong Cao Tăng truyện, các bạn thấy An Thế Cao ngay phải trả 2 món nợ ở Trung Quốc. Đời trước ngộ sát người, nên đời này cũng bị người ta ngộ sát giết chết. Chứng minh cho chúng ta nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. Ngài là người đã chứng quả. Người chứng quả tự mình rõ ràng, cam tâm tình nguyện trở lại để đền mạng, chịu cho người ta giết, chịu trả một cách rất vui vẻ, vì nợ được thanh toán đã trả giết. Ngày này nếu chúng ta nói bị người ta ăn cắp đồ, bị người ta giựt, bị người ta hại, trong kinh Đức Phật dạy, hãy nghĩ như mình trả nợ. Vì chúng ta không có trí huệ, chẳng có thần thông, chẳng biết chuyện quá khứ, trong tâm nghĩ trả nợ, vui vẻ chẳng có chút gì oán hận. Bị người ta gạt, bị người ta hãm hại, phải nghĩ là mình trả nợ. Món nợ này đến đây kết thúc. Nói thật ra, chẳng phải là mình thiếu họ thì họ thiếu mình. Không phải là chuyện như vậy hay sao? Tôi thiếu họ, tốt lắm, tôi trả hết. Họ thiếu tôi, không cần nữa. Đời sau đừng đòi nợ nữa. Cứ đòi tới đòi lui, dây dưa chẳng dứt. Thiếu người ta thì trả họ, người ta thiếu thì không cần đòi, đỡ mất công. Như vậy mới là cách làm có trí huệ thông minh. Câu này không những chúng ta phải ghi nhớ, nên thường nói cho người khác nghe. Giết hại sanh mạng chắc chắn là phải đền mạng. Bạn ngồi lửa thiêu rụi rừng núi, bạn có biết bạn đã giết hại biết bao nhiêu sanh linh hay chăng? Có bao nhiêu con kiến, động vật nhỏ ở dưới đất? Tương lai đó vào cõi súc sanh để đền mạng chẳng bao giờ dứt. Trong một đời, những tội nghiệp tạo tác trong mấy chục năm ngắn ngủi, vô lượng kiếp cũng trả chẳng hết. Đáng sợ vô cùng. Trong đời này nếu chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự có trí huệ, đời sống có gian khổ cách mấy cũng không sao cả. Tuyệt đối chẳng được lợi dụng người ta mảy may. Nhất định phải giữ tâm tốt, làm việc tốt, tích đức tu thiện. Đời này hết rồi, đời sau sanh đến chỗ tu, đời sau nhất định sẽ không đọa vào tam ác đạo. Đọa vào tam ác đạo thì dễ sợ lắm.
Có thể có bạn đồng tu sẽ nói tôi đã tạo những nghiệp này thì phải làm sao? Bản thân tôi là một thí dụ rất tốt. Lúc nhỏ trẻ tuổi háo ăn, ăn thịt chúng sanh, thịt của gia súc nuôi trong nhà ăn không ngon, ăn thịt rừng ngon hơn, nên ngày nào cũng đi săn bắn. Thế nên chiêu cảm báo ứng, quả báo đoán mạng. Đoán mạng là quả báo hiện đời, quả báo tương lai là đọa địa ngục A Tỳ. Sau khi ra khỏi địa ngục A Tỳ thì phải trả từng món nợ một. Bạn đã tạo ra nhân thì đâu có lý nào khỏi phải chịu quả báo. Nhưng Phật nói với chúng ta, chỉ cần bạn còn một hơi thở thì bạn vẫn còn cơ hội được cứu. Tuy đã tạo nghiệp A Tỳ địa ngục, Phật cũng còn cách cứu. Vấn đề là bạn có chịu tin hay không. Nếu bạn không tin thì bạn không có cách gì cứu được. Nếu bạn chịu tin thì bạn vẫn được cứu. Phật dạy sám trừ nghiệp chướng. Trong kinh chúng ta đọc đến Dương Tử A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, phá hoại tăng đoàn, phá hoại hợp tăng. Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu. Hai người ác này đến lúc lâm chung vua A Xà Thị mới giác ngộ, biết được lúc trước đã tạo ra tội lỗi, biết sai rồi, hướng về Phật cầu sám hối. Phật dạy ông ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông dùng tâm chí thành, chân thành sám hối. Sức mạnh của việc sám hối vượt hơn nghiệp lực. Ông giảng sanh về Cực Lạc thế giới. Giả lại phẩm vị giảng sanh rất cao. Phật nói ông ta giảng sanh thượng phẩm trung sanh. Người học Phật chúng ta quay đến chỗ này không phục. Tạo tội nặng như vậy thì hạ hạ phẩm giảng sanh đã là quá tốt rồi, làm sao có thể thượng phẩm trung sanh? Thì mới biết sức mạnh của việc sám hối chẳng thể nghĩ bàn. Một niệm quay trở lại thì người ấy là người chí thiện, thật sự là người thiện. Ngạn ngữ chúng ta thường nói lãng tử quay về giang cũng chẳng chịu đổi. Ông đã thật sự quay về. Được vậy thì siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh nói cho chư vị biết thì sẽ chẳng thọ tội nghiệp ở địa ngục nữa, có thể tránh khỏi. Nợ có phải trả không? Vẫn phải trả. Làm thế nào trả? Bồ Tát thuyết pháp độ chúng sanh là trả nợ. Trong khi độ chúng sanh cũng gặp rất nhiều sự việc chẳng vừa ý, tất cả đều là để trả nợ. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở vào địa vị Như Lai độ chúng sanh, nhưng trong đồ chúng xuất gia của Ngài vẫn có lục quần tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa mỗi ngày đều nhiễu loạn, mỗi ngày đều gây rối cho Ngài. Đây là trả nợ, oán thân trái chủ, đòi nợ quá khứ. Thế nên năm xưa lúc Đức Thế Tôn còn tại thế đã biểu diễn làm gương cho chúng ta thấy. Lão nhân gia ngày đều chẳng tránh khỏi. Chúng ta là pháp sư xuất gia hậu thì bị một số người phao tin đồn, kiếm chuyện hủy bán hãm hại. Đây là chuyện thường thôi. Đời Minh đại sư Hám Sơn còn phải ngồi tù mấy năm.
Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư phải lẩn trốn trong nhóm thợ săn hết 15 năm. Ngài chân chánh là Bồ Tát minh tâm kiến tánh, chẳng phải là người thường. Làm người thấp kém, người làm công trong nhóm thợ săn, nấu cơm, giặt áo quần, chăm sóc những người thợ săn này, thời gian chẳng ngắn, 15 năm. Chịu đựng sự oan khuất nhục nhã lớn dường ấy, đây là tội nghiệp đời trước. Oán gia chủ nợ, bạn chẳng thể nào không trả nợ được. Từ những chỗ này chúng ta tưởng tượng đến Đức Phật trong kinh dạy những chân tướng sự thật này, nghiệp nhân quả báo tư hào chẳng sai. Đúng như lời nói, chẳng phải là không báo mà là thời giờ chưa đến. Thời tiết nhân duyên cũng là nhân duyên quả báo thật phức tạp. Một ngày nào đó sẽ gặp phải duyên này, có một ngày bạn phải thọ quả báo. Câu sau: nhược ngộ tiền hậu phụ mẫu ác độc giả, thuyết phản sanh tiên thác hiện thọ báo. Đây là trong thế gian chúng ta gọi là cha trước mẹ kế. Vì con cái chẳng phải con ruột nên thường ngược đãi. Hiện nay nó còn nhỏ, bạn ngược đãi nó, nó sẽ ghi hận trong lòng. Tương lai khi bạn già, nó lớn lên rồi thì sẽ báo thù, báo ứng hiện đời. Thế nên Phật dạy chúng ta một nguyên tắc chung, cương lãnh chung. Chúng ta phải ghi nhớ, đừng kết oán thù với hết thảy chúng sanh. Đây là nguyên tắc cương lãnh chung. Thà chịu bị người ta sỉ nhục hãm hại, chúng ta nhất định không thể có một ý tưởng báo thù. Đời này chúng ta mới có thể siêu diệt tam giới. Nếu có một ý niệm oán trời trách người, có một ý niệm oán hận, nói cách khác thì bạn vẫn phải trôi lăn trong luân hồi lục đạo y như cũ. Quan hệ của bạn đối với những oán thân chủ nợ chẳng có cách gì thoát khỏi. Cứ báo đệ lẫn nhau từng đời từng kiếp, mỗi lần sẽ tàn khốc hơn lần trước. Bạn tạo nên những tội nghiệp cực nặng này vô cùng dễ sợ. Nếu chư vị đọc nhiều kinh Đại Thừa sẽ lông tóc dựng đứng. Những tội nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ, chẳng những đời này, đời này chúng ta tự biết được, còn có đời quá khứ. Những tội nghiệp tích lũy từ quá khứ vô thủy còn kinh khủng nữa, càng nghĩ càng dễ sợ. Càng nghĩ mới biết sự việc này quan trọng, dễ sợ lắm. Bạn phải trôi lăn trong lục đạo bán thân chủ nợ vô lượng vô biên, làm sao có ngày tháng sinh sống thoải mái được. Do đó chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian này, có người nào không đau khổ? Bất kể bạn ở trong thế gian này hưởng giàu sang đến mức nào, tuy bạn hưởng giàu sang, bán thân chủ nợ của bạn vẫn vây quanh bạn. Quan sát kỹ lưỡng thì thấy ngày tháng của họ chẳng dễ chịu chút nào. Chúng ta phải rõ ràng, minh bạch. Chúng ta gặp được Phật Pháp nên mới tìm ra một con đường sống sót, một lối thoát.
chẳng phải là thoát khỏi vĩnh viễn, chỉ là tạm thời thoát khỏi. Sau khi thoát khỏi, chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến đó làm Bồ Tát, làm Phật, rồi quay trở lại để trả nợ. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, Phật chẳng độ người không có duyên. Bản thân chủ nợ đối với tôi đều có duyên, tương lai tôi sẽ độ họ. Từ đây có thể biết oán thân chủ nợ nhiều cũng không phải là không tốt, cũng tốt. Tương lai độ chúng sanh nhiều, quay trở lại giúp họ thành Phật, giúp họ cũng có thể thoát khỏi biển khổ. Câu sau cùng: nhược ngộ giống bổ sanh sồ giả, quyết quách nhục phân ly báo. Đây cũng là việc tôi đích thân từng trải. Tôi đã từng làm chuyện này, chịu báo ứng này. Trong đời tôi, người thân không thể đoàn tụ, lúc mở quyển kinh này ra, tôi tạo cái nhân này, chịu quả báo này vô cùng rõ ràng, thật là minh bạch. Đích thân trải qua nên cảm thọ vô cùng sâu đậm. Xem tiếp đoạn dưới: nhược ngộ hủy bán tam bảo giả, thuyết manh lung âm á báo. Những lời này Đức Phật nói trong kinh đều là nói về hoa báo. Hoa báo là ở địa ngục. Chúng ta gộp câu dưới đây xem một lượt: ngược ngộ khinh pháp mạng giáo giả, huyết diễm sự ác đạo báo. Chúng ta gộp hai câu này để giảng. Coi thường Phật pháp, chỉnh mạng diệt hoàng pháp. Giáo là hoàng pháp lợi sanh. Dùng tâm khinh mạng đối với những chuyện này, nói cách khác chẳng quan trọng. Tại sao lại có quả báo nặng nề như vậy? Từ Phật pháp chúng ta có thể liên tưởng đến thị pháp. Trong thế pháp thì giáo dục là căn bản. Căn bản của hạnh phúc cá nhân, căn bản của gia đình mỹ mãn, căn bản của xã hội an định, căn bản của hòa bình thế giới. Nếu bạn phá hủy căn bản này thì thế gian này làm sao chẳng loạn cho được. Sự giáo học của nhà nho nói thật ra chính sách, phương hướng, mục tiêu của giáo dục Trung Quốc là do Hán dọa đi chế định. Quốc gia lấy chuyện này làm tông chỉ giáo dục, mãi cho đến Mãn Thanh, triều đại không ngừng biến đổi, nhưng chính sách giáo học của Trung Quốc chẳng có thay đổi. Suốt cả 2000 năm không thay đổi. Và một lúc nào đó, nếu quốc gia thật sự chấp hành, có thể làm thêm vài phần thì quốc thái dân an. Nếu chẳng coi trọng thì thiên hạ đại loạn. Có thể thấy chứng cứ rất rõ ràng trong lịch sử.
Trong học ký có nói xây dựng đất nước, cai trị nhân dân, giáo học đứng hàng đầu. Chẳng sai tí nào, xây dựng một quốc gia, một chánh quyền, lãnh đạo nhân dân toàn quốc thì việc gì quan trọng nhất? Giáo dục. Giáo dục đứng hàng đầu. Nếu khinh thường giáo, khinh mạng pháp thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Từ xưa đến nay, Trung Quốc chẳng dùng pháp để trị quốc. Người Tây Phương hiện nay nói về pháp trị, người Trung Quốc chúng ta cao hơn họ. Người Trung Quốc dùng lễ trị. Từ xưa đến nay, Trung Quốc nói về đạo đức nhân nghĩa lễ, dùng năm thứ này để trị thiên hạ, trị quốc. Lễ chi phụng, hòa chi quý. Phật pháp chúng ta nói về lục hòa kinh. Họ tuy không nói đến lục hòa kinh, ít nhất thì họ cũng nói về tam hòa. Ngày nay chúng ta đến Bắc Kinh thăm viếng cố cung của triều nhà Thanh. Cố cung này trải qua ba triều Nguyên Minh Thanh. Hoàng đế của ba triều đại này đều ở nơi ấy. Suốt 700 mấy năm, ngôi kiến trúc chánh của cố cung nhân gian chúng ta gọi là Kim Loan Điện. Thật ra chẳng gọi là Kim Loan Điện, mà gọi là Thái Hòa Điện. Nói đến hòa, phía sau điện Thái Hòa là điện Trung Hòa, sau nữa là điện Bảo Hòa. Bạn nghĩ xem có ý nghĩa gì? Đế vương có trí huệ thông minh, dùng hòa để trị thiên hạ. Ý nghĩa này sâu rộng vô cùng, cho nên họ có thể kéo dài 260 mấy năm, chẳng phải là không có đạo lý. Nếu những hoàng đế cuối triều Thanh như Từ Hy còn giữ nguyên lý nguyên tắc của tổ tiên, thì ngày nay có lẽ vẫn còn là thiên hạ của triều nhà Thanh, vẫn còn Đại Thanh quốc, làm sao có thể mất nước được? Vô cùng đáng tiếc, con cháu cuối đời đều quên hết giáo huấn của tổ tông. Mặc tình phóng túng nên mới mất nước. Cho nên căn cứ trên nguyên lý nguyên tắc của giáo dục Trung Quốc thì một triều đình xây dựng có thể kéo dài ngàn năm, muôn đời. Chỉ cần bạn làm theo thì người dân ai nấy đều được hưởng phước, chẳng nghĩ đến phải lật đổ chính quyền. Tại sao? Chính quyền quá tốt, chính phủ quá tốt, được dân cả nước ủng hộ. Nếu bạn làm không được thỏa mãn, trái nghịch nhân tâm, thì người dân mới tạo phản. Nếu bạn có thể thuận theo nhân tâm, có thể hết thảy đều yêu dân như con, hết thảy đều chiếu cố rất chu đáo, yêu mến họ, lo lắng cho họ, dốc hết tâm lực để chiếu cố đời sống của họ, làm sao không được nhân dân ủng hộ? Chính quyền như vậy sẽ duy trì ngàn năm muôn đời là lẽ đương nhiên. Nếu bạn chẳng yêu nhân dân, bạn chà đạp nhân dân, chẳng bảo hộ nhân dân, chẳng lo cho sự sống còn của nhân dân, thì nhân dân đương nhiên sẽ tạo phản. Lịch sử là một tấm gương sáng rõ ràng. Kinh luận là học vấn. Lịch sử là giám sử, là chứng minh cho chúng ta. Giáo dục của nhà Phật đối với ảnh hưởng trị loạn trong xã hội Trung Quốc cũng vô cùng rõ ràng.
Quý vị xem các triều đại Trung Quốc, triều đại nào hưng dựng nhất thì Phật Pháp hưng thạnh. Triều đại nào suy bại nhất thì Phật Pháp cũng suy bại. Trong y có nhân quả liên đới lẫn nhau. Tại sao có hiện tượng này? Phật Pháp dạy người diệt thiện, Phật Pháp hướng dượng nhân tâm lương thiện. Phật Pháp suy bại, nói cách khác, người tin Phật ít, người thiện ít, tâm thiện ít thì người ác sẽ nhiều. Cho nên sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, những vua chúa các triều đại Trung Quốc chẳng có một ai không hết lòng nỗ lực học tập, phát triển hoằng dương Phật Pháp, giáo dục nhà Phật phổ biến đến nhân gian, tạo nên phong khí tốt đẹp trong xã hội. Người người đều biết nhân quả báo ứng, khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ biết thâu liệm, chẳng cần pháp luật. Đây tuyệt đối không phải là chánh sách ngu dân, tuyệt đối chẳng phải là lừa gạt lão bá tánh. Trong ấy có chân lý, chân tướng sự thật. Câu kế tiếp: nhược ngộ phá dụng thường trụ giả, thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo. Phá dụng thường trụ phía trước đã nói, đây là thuộc về giới trộm cắp. Trộm vật thường trụ, trong kinh Đức Phật nói, tạo tội nặng gì Phật Bồ Tát cũng có thể cứu. Chỉ có trộm đồ thường trụ thì Phật không thể cứu. Nếu chúng ta phạm tội này thì phải làm sao? Tội này rất dễ phạm. Chúng ta trộm cắp, trộm vật của một người thì cứ tội nhẹ, tương lai trả nợ thì chỉ trả một người. Nếu trộm đồ của quốc gia thì rất phiền phức. Tương lai trả nợ thì phải trả hết những người trong nước đó, họ đều là chủ nợ. Tài vật của quốc gia từ đâu đến? Đến từ tiền thuế của nhân dân. Thế nên người nào cũng là chủ nhân. Tương lai trả nợ thì bạn trả cho từng người. Trung Quốc có 13 ức người, 13 ức người này đều là chủ nợ của bạn. Bạn phải trả nợ mệt nghỉ. Thường trụ trong nhà Phật càng ghê gớm hơn nữa. Nhưng chưa gì phải biết, hiện nay sự thật chẳng phải vậy. Lúc trước tôi giảng kinh ở Đài Loan, có một lão cư sĩ, cụ đã qua đời, giảng sanh nhiều năm rồi. Có một lần cụ đặc biệt mời tôi ăn cơm, chỉ mời một mình tôi, chỉ có hai người chúng tôi vào tiệm ăn. Tôi nói: lão cư sĩ hôm nay mời tôi có chuyện gì không? Cụ nói: tôi có một vấn đề rất nhức đầu muốn hỏi pháp sư. Tôi nói: vấn đề gì? Cụ nói: phá hòa hợp tăng, ăn cắp đồ của thường trụ, phải đọa địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn chẳng thể thoát thân, phải làm sao đi? Nghe xong tôi cười và nói: cụ ở chỗ nào nhìn thấy phá hòa hợp tăng? Cụ thấy ở đâu? Tôi vừa hỏi như vậy, cụ suy nghĩ một lát rồi cũng đờ người ra. Tôi nói: cả đời tôi đi giảng kinh thuyết pháp ở nhiều nơi, tôi chưa từng gặp tăng đoàn hòa hợp.
Tại sao vậy? Người xuất gia đều ở đó cãi lộn đấu tranh. Tôi nói, cô ở đâu tìm được một tăng đoàn hòa hợp? Vật thường trụ hiện nay là vật thường trụ gì? Chùa miếu là nhà của người đó. Đó không phải là thập phương thường trụ. Chúng ta đến nơi đó quải đơn cũng không được. Họ chẳng cho phép. Vậy thì đâu phải là vật thường trụ, đó là nhà của người đó. Tôi vừa nói xong thì cụ ấy mới giỡn lẽ. Tôi nói việc phá hòa hợp tăng đó chẳng phải là phá hòa hợp tăng theo đúng ý nghĩa, mà là phá nhà của người đó. Trộm vật thường trụ là trộm vật trong nhà người đó. Tội đó chẳng có nặng lắm. Có 3 người, 5 người trú trong chùa ấy thì tương lai trả nợ cho 3 đến 5 người ấy. Tôi nói cả đời tôi chưa từng gặp tăng đoàn hòa hợp, chưa gặp đạo tràng thập phương thường trụ, chưa từng gặp. Lại nói nếu cụ gặp thì nói cho tôi biết. Sau đó cụ suy nghĩ một lát, cũng nói chưa từng gặp qua. Tôi nói vậy thì được rồi, chúng ta hãy dùng cơm. Thế nên hiện nay miếu gọi là miếu của con cháu, miếu nhỏ đã biến chất rồi, chẳng phải thập phương thường trụ. Tương lai cư sĩ Lâm ở đây, làng Di Đà xây xong, đó là thập phương thường trụ. Nếu trộm cắp đồ vật ở trong ấy thì kết tội cũng giống như đã nói trong kinh.